Hello, xin chào, xin được trân trọng mến chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh Yêu Thiên Nhiên Vlog của Đam Mê Chim Cảnh. Ngày đầu tiên, mình xin được gửi tới toàn thể các anh em yêu mến chim cò lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe. Chúc tất cả các anh em chúng ta luôn luôn may mắn, gặp được nhiều may mắn trong tất cả mọi lĩnh vực của cuộc sống. Riêng trên lĩnh vực chim cò, tất cả các nghệ nhân của chúng ta luôn luôn sở hữu được cho mình những chú chích chòe than đẹp, chòe lửa hay, như ý. Thế còn nếu như đây là lần đầu tiên kéo vào kênh Yêu Thiên Nhiên Vlog để xem video, để tuyển lựa cho mình những chú chòe than hay, chòe lửa đẹp, xem video, anh em vui lòng cho mình xin một nút like và một nút đăng ký kênh để khích lệ, động viên người làm chương trình và để cho ủng hộ cho sự phát triển của kênh. Xin được trân trọng cảm ơn tất cả các anh em đã đến với kênh của mình. Thế và cũng xin được lưu ý với anh em mới ghé qua kênh Yêu Thiên Nhiên Vlog lần đầu tiên. Kênh của mình là mình chuyên tuyển lựa những chú chòe than mộc, chòe than bổi, chòe than thuần, chòe bánh tẻ, chòe mép để giao lưu phục vụ tất cả các anh em trên mọi miền của Tổ quốc. Mình xin được lưu ý là giao lưu phục vụ tất cả các anh em trên mọi miền của Tổ quốc ở tất cả những nơi có xe khách chạy qua, anh em nhé. Thế mà trong ngày hôm nay, mình xin được tiếp tục lên để phục vụ anh em một cặp chòe than mép, anh em nhé. Một cặp chòe than chống mái mép. Đây không phải là một cặp zin rừng, anh em nhé, mà là được hai em nó được ghép từ hai đàn khác nhau. Đây, em thứ nhất trong clip này là em chống mép, anh em nhé. Em chống mép, sơ bộ về em chống mép này như sau. Anh em có thể quan sát, đánh giá. Đây là một em mép vàng có bộ dạng to khủng, anh em nhé. Có thể nói là đây là bộ dạng to khủng. Mình to, mình trường, đuôi xòe, đuôi nhạy, cánh sẹ gà tre, anh em nhé. Đây là một bộ em có bộ to khủng. Đặc biệt là em này, có anh em có thể quan sát có cái đầu xà, anh em nhé, đầu to, đầu xà, ngực lở, cổ vại. Mỏ dưới thì mỗi lần em nó há mỏ ra, anh em có thể quan sát, mỗi lần em nó khè rít, anh em có thể quan sát một cái mỏ dưới mỏng tanh, anh em ạ. Em này đã được chừng 2 tháng lồng, anh em ạ, đã được chừng 2 tháng lồng. Đương nhiên là với 2 tháng lồng thì em nó phải là một em cắm cứng. Đấy, anh em quan sát đầu bằng lì, anh em ạ, đầu xà luôn, đầu to, mỏ mỏng. Đấy, mình thì mình không đo xem chiều dài của em nó như thế nào, nhưng khoảng bao nhiêu, nhưng mình đã ước chừng em này chắc là sẽ có cái bộ dài trên 20 cm, anh em ạ. Cái đuôi này chắc cũng phải tầm 10 cm. Đấy, anh em nhá. Đấy, một em chè than mép, bộ to, bộ khủng. Và em nó cũng tương đối thuần rồi, anh em nhé. Anh em nó tương đối thuần rồi. Mình đã đút em cho em nó ăn sâu dế thông qua một cái que dài chừng hơn 10 cm thôi, anh em nhé. Đấy, em nó khá thuần rồi. Thế với những em như thế này thì chắc chắn rằng là nếu anh em có điều kiện gần gũi thì chỉ khoảng 10 ngày nữa là chúng ta có thể đút sâu dế trực tiếp trên tay được rồi, anh em nhé. Thế và em than mép này sẽ có phí bảo tồn là 800k, anh em nhé, 800k. Thế tiếp theo, em số 2 trong clip này, em này sẽ là, đây là một em mép mái lên, anh em ạ. Một em mép mái, cũng là mép mái và cũng nuôi từ em bánh tẻ lên. Em này đã thuần khoảng 80-90% rồi, anh em ạ. Sâu dế thoải mái. Đấy, bộ khá to. Em này thì có cái điểm đặc biệt là lông ôm chặt lấy thân người. Đấy, to, dài, dáng cao cầu. Đuôi thì cũng cực nhạy, dáng cực kỳ là mau lẹ, anh em có thể quan sát, có thể đánh giá về bóng bộ của em này. Đấy, mắt đóng cao, đầu cũng bằng lề luôn. Anh em nhá, đầu cũng bằng lề luôn. Đấy,
sâu dế thoải mái anh em nhé. Sâu dế thoải mái. Dáng cực kỳ mau lẹ, cánh xẹ gà tre, đuôi cực nhạy anh em ạ. Nên nếu anh em mà có ý định bắt cả cặp về để ghép sinh sản thì sẽ có phí khuyến mại anh em nhé. Thế còn anh em có thể bắt lẻ từng em, bắt lẻ em trống trước hay là em mái này cũng đều ok cả. Đấy, đặc điểm nổi bật của hai em này thì anh mình đã nói rồi, cũng luôn lượng khẻ rít anh em nhé, luôn lượng khẻ rít. Em này, em than mái này cũng thì cũng đã xong bộ lông mới rồi hai em ạ, anh đã xong bộ lông máu rồi. Đấy, hoàn toàn là một bộ lông mới tinh, dáng dấp bóng bộ gọi là rất đẹp luôn. Nếu ghép sinh sản hai em này thì sẽ là cực kỳ yên tâm về mặt dòng giống và gen anh em nhé. Đấy, thế và em mình cũng xin lưu ý là em trống thì sẽ có mã số là 34 anh em nhé, mã số của em trống là 34. Còn em mái này thì thôi, một có một em mái này thôi thì mình không đặt mã số của em nữa đâu anh em nhé. Đấy anh em thiện chí bắt được cả cặp thì sẽ có giá khuyến mại. Thế còn riêng em mái này phí bảo tồn của em là 700k anh em nhé, 700k. Đấy, nếu anh em thiện chí thì hãy nhấc máy lên alo cho mình thông qua số điện thoại và số Zalo mình để phía dưới tiêu đề của video. Thế tới đây thì mình cũng xin được mời anh em tiếp tục quan sát để thưởng thức bóng bộ của em nó. Thế và người làm chương trình xin được chào tạm biệt tất cả anh em, hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Thank you.